Thầy thân chào các em học sinh trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Bài học ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho em, đó là bài máy biến thế. Thì trong bài này có một số nội dung thầy trao đổi với em. Thứ nhất, phần 1, cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện. Và cuối cùng là bài tập vận dụng. Và trong cái bài này thì nội dung kiến thức cũng có liên quan đến ở bài trước, nội dung của bài trước. Vì thế thầy cũng sẽ nhắc lại kiến thức cũ. Câu số 1, nêu các cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện. Cách làm nào là tốt nhất? Thì để trả lời câu này thì các em dựa vào công thức tính công suất hao phí ở bài trước ta đã học. Thì trong công thức này, P là công suất của dòng điện, là công suất tải điện không thay đổi. Như vậy P hao phí chỉ còn phụ thuộc vào hai đại lượng, đó là R và U. Từ đây ta có thể dễ dàng thấy được có hai cách làm giảm hao phí điện năng. Cách thứ nhất, giảm điện trở của đường dây. Cách thứ hai, tăng hiệu điện thế U ở hai đầu đường dây. Thế trong hai cách làm này thì cách nào là tốt nhất? Thì những nhà khoa học người ta đã tính toán và thấy rằng cách làm tăng hiệu điện thế U ở hai đầu đường dây là cách tốt nhất. Vì cách làm giảm điện trở thì nó sẽ hao tốn chi phí, và khi thi công thì nó không đảm bảo an toàn. Câu số 2, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ như thế nào? Thầy có 4 đáp án. Bây giờ ta sẽ lựa chọn phương án nào? Thì trong cái câu này ta thấy người ta chỉ đề cập đến sự thay đổi hiệu điện thế ở hai đầu đường dây. Như vậy các em nhầm hiểu là P và R không thay đổi. Và nếu vậy thì công suất hao phí nó sẽ tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế. Như vậy, nếu hiệu điện thế tăng lên 100 lần thì bình phương hiệu điện thế sẽ tăng lên 10.000 lần. Và cuối cùng thì ta biết được P hao phí sẽ giảm đi 10.000 lần. Và bắt đầu ta đi vào bài nội dung chính, đó là bài máy biến thế. Thì trong cái bài trước, khi ta nói đến sự truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ, thì cái việc truyền tải điện năng này nó như thế nào? Thì các em cũng đã biết, để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện thì người ta phải tăng hiệu điện thế lên. Hiện nay người ta có thể tăng được hiệu điện thế từ 25.000V đến 500.000V. Nhưng mà khi đến nơi sử dụng, nhà máy xí nghiệp hoặc là khu dân cư, người ta chỉ sử dụng hiệu điện thế 220V hoặc 380V. Như vậy người ta phải thực hiện việc thứ hai, đó là giảm hiệu điện thế xuống. Như vậy, từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện, người ta phải thực hiện hai việc, đó là tăng hiệu điện thế và giảm hiệu điện thế. Thì máy biến thế mà hôm nay các em sẽ học sẽ trả lời, sẽ thực hiện được hai cái việc trên. Trước hết thì thầy nói đến cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. Thì các em quan sát hai cái hình. Hình thứ nhất đó là cấu tạo của máy biến thế. Hình thứ hai là cái máy biến thế mà các em quan sát trong thực tế. Người ta đi đường, thỉnh thoảng các em cũng thấy được những cái bình điện lớn đặt ở trên cao dưới cột điện đó, thì đó chính là cái máy biến thế. Vậy máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Máy biến thế gồm hai bộ phận chính. Một lõi sắt có pha silic gồm nhiều lá sắt ghép cách điện với nhau. Bộ phận thứ hai là hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau
đặt cắt điện và quấn quanh lõi sắt. Và một trong hai cuộn dây này được nối với nguồn, gọi là cuộn sơ cấp. Nối với nguồn là sao? Thí dụ ở nhà mình sử dụng máy biến thế thì ổ cắm, ổ lấy điện ở gia đình mấy em chính là nguồn điện. Như vậy cái cuộn dây sơ cấp mắc vào nguồn đó, cái cuộn dây của biến thế mắc vào nguồn đó gọi là cuộn sơ cấp. Cuộn dây nối với thiết bị tiêu thụ điện gọi là cuộn thứ cấp. Đó là cấu tạo. Như vậy thì nhắc lại, hai bộ phận chính là lõi sắt và hai cuộn dây. Các em phải phân biệt cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Cuộn dây nào mắc vào nguồn điện xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp. Còn cuộn còn lại mắc với thiết bị điện gọi là cuộn thứ cấp. Trong sách giáo khoa cũng có một câu C1. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một thiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn thứ cấp có sáng lên hay không? Vì sao? Thì để trả lời câu này thì các em cũng phải liên quan, phải nhắc lại, nhớ lại kiến thức của những bài trước, như là hiện tượng cảm ứng điện từ hoặc là điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Thì thầy trả lời rồi các em nắm vững được cái hiện tượng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một thiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn sơ cấp có dòng điện xoay chiều. Đó là ý thứ nhất. Dòng điện này làm cho lõi sắt bị nhiễm từ. Vậy từ trường xuyên qua lõi sắt và cuộn thứ cấp biến đổi theo thời gian. Ý thứ hai, nghĩa là số đường sức từ xuyên qua cuộn thứ cấp thay đổi. Và trong cuộn thứ cấp có dòng điện xoay chiều, tức là hai đầu cuộn thứ cấp ta sẽ thu được một thiệu điện thế xoay chiều. Và nếu ta mắc một bóng đèn vào hai đầu cuộn thứ cấp thì đèn sẽ sáng lên. Như vậy nó tóm lại, ở cái phần hoạt động của máy biến thế thì các em chỉ cần nắm vững cái ý này. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một thiệu điện thế xoay chiều thì nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một thiệu điện thế xoay chiều. Và máy biến thế dùng để biến đổi thiệu điện thế xoay chiều. Điều này cũng các em cũng cần phải lưu ý. Thí dụ bây giờ ta có một cái máy biến thế, ta muốn biến đổi thiệu điện thế của một cái ắc quy được không? Thì rõ ràng các em thấy ắc quy là một cái nguồn điện một chiều, nguồn điện không đổi. Và khi có dòng điện một chiều, dòng điện không đổi chạy qua cuộn sơ cấp thì nó không gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ. Vì thế máy biến thế không hoạt động được. Cho nên ta nhớ, máy biến thế chỉ dùng để biến đổi thiệu điện thế xoay chiều. Sang phần 2 là mã, đó là tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. Thì máy biến thế biến đổi hiệu điện thế như thế nào? Phần số 1, thí nghiệm. Trong sách giáo khoa người ta cũng có cái phần mô tả thí nghiệm. Thì trong thí nghiệm này, người ta lần lượt, người ta đo hiệu điện thế cuộn sơ cấp là U1, người ta đo hiệu điện thế cuộn thứ cấp là U2, người ta tính số vòng dây cuộn sơ cấp là N1 và số vòng dây cuộn thứ cấp là N2. Thì người ta đã rút ra kết luận sau nhiều lần đo. Đương nhiên là trong quá trình đo người ta cũng bỏ qua các sai số. Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỷ lệ với số vòng dây mỗi cuộn. Công thức liên hệ: U1 trên U2 bằng N1 trên N2. Thì ta lưu ý về cái ý nghĩa U1 và U2 lần lượt là hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp. Nghĩa là gì? Nghĩa là U1 là hiệu điện thế cuộn sơ cấp và U2 là hiệu điện thế cuộn thứ cấp. N1, N2 là số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. Như vậy để cho dễ hiểu thì ta nhớ 1 là sơ cấp, 2 là thứ cấp. Như vậy U1, N1
hiệu điện thế, số vòng dây sơ cấp. U2N2, hiệu điện thế, số vòng dây cuộn thứ cấp. Như vậy, khi nào máy biến thế làm tăng hoặc là làm giảm hiệu điện thế? Tại vì nó phải biến đổi được hiệu điện thế, thì ta cũng dựa vào công thức này. Các em thấy, khi hiệu điện thế cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp, có nghĩa là nếu ta sử dụng máy biến thế này mà hiệu điện thế cuộn thứ cấp nhỏ hơn hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp, hay số vòng dây cuộn thứ cấp nhỏ hơn số vòng dây cuộn sơ cấp, thì máy này có tác dụng làm giảm hiệu điện thế, người ta gọi là máy hạ thế. Và ngược lại, khi U1 bé hơn U2, tức là hiệu điện thế ta thu được ở cuộn thứ cấp lớn hơn hiệu điện thế ta đặt vào cuộn sơ cấp, hoặc là số vòng dây cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây cuộn sơ cấp, thì máy biến thế có tác dụng tăng hiệu điện thế, ta gọi là máy tăng thế. Như vậy, khi làm bài tập mà các em sử dụng cái công thức này thì ta phải chú ý. Cái thứ nhất là phải phân biệt cuộn dây nào là cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp. Rồi phải thấy được hiệu điện thế nào là hiệu điện thế cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Thế thì sau khi ta nói đến cái sự biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế, thì có thể các em hiểu rằng máy biến thế nó có thể đồng thời làm hai nhiệm vụ, đó là tăng hiệu điện thế hoặc là giảm hiệu điện thế. Và đây chính là cái yêu cầu về sự truyền tải điện năng mà ngay từ đầu bài thầy cũng đã nhắc. Thì ta xem lại cái sơ đồ. Từ nhà máy điện, hiệu điện thế từ nhà máy chỉ tạo ra được 25.000V. Như vậy, muốn truyền tải điện năng đi xa, muốn giảm bớt hao phí điện năng, người ta phải tăng hiệu điện thế lên đến 500.000V. Như vậy, ở hai đầu đường dây, người ta phải đặt máy biến thế, ta gọi là máy biến thế 1. Và máy này chắc chắn là máy tăng thế. Rồi khi điện năng được truyền đi trên đường dây đến nơi tiêu thụ, thì người ta sẽ lần lượt giảm hiệu điện thế xuống còn 11.000V. Như vậy, máy biến thế số 2 phải là máy hạ thế. Rồi từ 11.000V người ta giảm xuống còn 380V hoặc là 220V. Như vậy, qua máy biến thế số 3, máy biến thế số 4 và hai máy này cũng là máy hạ thế. Như vậy, các em thấy nhờ máy biến thế mà người ta đã giải quyết được hai việc ngay từ đầu người ta đặt ra, đó là làm cách nào để truyền tải điện năng đi xa từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Người ta phải thực hiện hai việc là tăng và giảm hiệu điện thế. Và như vậy là nhờ máy biến thế để giải quyết được cái việc làm này. Trong khoa các phần bài tập vận dụng, thì câu số 1, một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cho biết cuộn sơ cấp có 4.000 vòng, tính số vòng cuộn thứ cấp tương ứng. Thì trong cái bài này thì em lưu ý hiệu điện thế người ta muốn thay đổi là từ 220V xuống còn 6V và 3V. Như vậy U1 là 220V và U2 là 6V và U2 bằng 3V. Như vậy là máy biến thế này là máy hạ thế. Cho biết N1, tính số vòng cuộn thứ cấp, tức là ta tính N2 ở hai trường hợp. Thì ta áp dụng cái công thức tính, công thức của máy biến thế, thì thay số và các em tính được N2 dễ dàng. Ta lấy giá trị gần đúng. Như vậy cái câu này thì cũng không có gì khó, toàn men chỉ cần áp dụng công thức và hiểu được các hiệu điện thế U1, U2 trong cái đề thì ta có thể giải quyết thật nhanh. Câu số 2,
Một máy phát điện xoay chiều cho một điện thế ở hai cực của máy là 2000V. Muốn tải điện đi xa, người ta phải tăng điện thế lên đến 20000V. Từ 2000V tăng đến 20000V nha. Hỏi phải dùng máy tăng thế có tỷ số số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng bao nhiêu? Và cuộn dây nào được mắc vào hai cực của máy phát điện? Thì câu này người ta muốn nhấn mạnh cái vai trò của máy biến thế để các em hiểu được cái tác dụng tăng hiệu điện thế của máy biến thế. Từ 2000V đến 20000V, như vậy U1 là 2000V, U2 là 20000V. Như vậy đây là máy tăng thế. Câu này nó có hai ý. Ý thứ nhất là ta phải tính tỷ số số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp. Và câu thứ hai là cần phải mắc cuộn dây nào vào hai cực của máy phát điện. Thì ta cũng áp dụng công thức của máy biến thế. Và các em suy ra cái tỷ số này. Thì ở đây thầy lưu ý về cái cách trình bày cái công thức. Rất nhiều em là khi mà viết công thức ra, rồi các em ghi luôn dấu bằng, rồi thay số, rồi dấu bằng, tức là ghi liên tiếp các dấu bằng. Như vậy cái phần trình bày này nó không chính xác, dễ bị sai. Cho nên là thầy nhắc, cái phần này là cái công thức, thì các em phải ghi rõ ra. Rồi em muốn tìm cái gì thì em dùng dấu suy ra. Em muốn tìm cái tỷ số này thì em suy ra cái tỷ số này chứ. Rồi các em mới thay số, thay số vô. Nhưng mà đây có phải là đáp án cuối cùng chưa? Chưa. Vì sao? Vì người ta kêu mình tính cái gì? Tỷ số số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp. Trong khi ở đây mình chỉ mới tính được tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Hai cái này thứ tự nó khác nhau. Cho nên các em phải lật ngược lại cái tỷ số đó. Như vậy cái tỷ số N2 trên N1 sẽ bằng 10. Đây là máy tăng thế. Vì sao biết? Vì người ta đã nói. Như vậy tăng thế thì N1 phải bé hơn N2. Như vậy cuộn dây ít vòng hơn phải mắc vào hai cực của máy phát điện. Câu số 3. Trên đường dây tải điện từ nơi cung cấp đến nơi tiêu thụ, người ta có đặt các máy biến thế. Hãy nêu vai trò của các máy biến thế này. Thì cái câu hỏi này các em phải vận dụng cả hai bài, bài truyền tải điện năng đi xa và bài máy biến thế. Và các em phải hiểu được cái nội dung câu hỏi đó là gì. Là người ta muốn nói từ nơi cung cấp điện đến nơi tiêu thụ người ta đặt các máy biến thế. Thì người ta hỏi mình là gì? Hãy nêu vai trò của các máy biến thế này, tức là các máy biến thế mà đặt ở nơi cung cấp, các máy biến thế mà đặt ở đâu, ở nơi tiêu thụ. Cho nên ta phải tách ra làm hai ý. Tại nơi cung cấp, người ta đặt máy biến thế làm tăng hiệu điện thế ở hai đường dây để giảm hao phí điện năng trên đường dây. Tại nơi tiêu thụ, người ta cũng đặt máy biến thế, nhưng mà biến thế này làm giảm hiệu điện thế để đưa về hiệu điện thế sử dụng. Thì các em có thể là ghi hai cái ý này ở trong cái phần 3 la mã, là lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy sẽ hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Chào các em.